Sau hơn một tuần được tháo dỡ cách ly, người dân xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc đã hoàn toàn trở lại với cuộc sống thường ngày. Một nhiệm vụ trọng tâm được đặt ra vào thời điểm này đó là tập trung khắc phục những khó khăn, ổn định sản xuất nông nghiệp. Theo ghi nhận của phóng viên Cuộc sống 24 giờ, một không khí lao động khẩn trương, sôi nổi đã diễn ra trên khắp các cánh đồng ở xã Sơn Lôi. Cánh đồng thôn An Lão, xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, ngay từ sáng sớm, nhiều người dân trong thôn đã đồng loạt ra đồng. Người chăm bón lúa, người làm cỏ, cắt bờ. Người căng áo tơi ngăn chuột phá lúa, hoa màu. Với người dân vùng tâm dịch Sơn Lôi, mọi hoạt động sản xuất đã trở lại bình thường. Hết thời điểm cách ly thì dân An Lão chúng tôi ra đồng rất tích cực mà làm ruộng coi là vẫn bình thường như mọi ngày khác, không có gì thay đổi và hoa màu có cái là bây giờ chuột bọ nó đang phá nhiều quá. Thì nói chung là các gia đình tận dụng để đi mua cái áo tơi để mà căng áo tơi quây chuột để mà bảo đảm sản xuất cho nó tốt. Thế còn không có gì khó khăn sau khi mà đã cách hết cách ly rồi, chúng tôi ra đồng là chăm bón lúa này, vãi phân này, làm cỏ, này, cắt bờ này. Thế hôm nay là tôi phải chuột đang oanh tạc thì tôi phải ra tôi bê chuột. Sự nhộn nhịp của dân nó bán hàng bán quán nhưng nó ăn não họ trồng nhiều màu. Đấy, cà chua này, dưa sáng ra là họ đi rất nhộn nhịp. Đấy. Còn đây là cánh đồng lúa này thì coi như là bây giờ thì họ chăm bón rồi. Đấy, giờ chỉ chờ nước lên và lúa nó lên thôi, không gì nữa. Thỉnh thoảng là đôi nhà cắt chuột để bảo vệ lúa, thế chứ không có ảnh hưởng gì nặng lắm. Không chỉ đẩy mạnh sản xuất, sau cách ly, người dân xã Sơn Lôi cũng tăng cường đưa rau củ quả, sản phẩm nông nghiệp sạch cung ứng cho những khu vực khác. Với họ, niềm vui nhất lúc này đó là không còn ai có biểu hiện kỳ thị người dân nơi đây. Bây giờ đi ra ngoài đi bán rau, bán cà chua, bán dưa, các nơi không ai kỳ thị nữa, coi này vẫn vui vẻ. Cái bệnh viện hôm nọ tôi đi chơi bệnh viện nhưng mà không có ai xa lánh như hồi những hôm trước mà nếu mà xuống bệnh viện hay đi ra ngoài cái này mọi người đều xa lánh hốt sợ Sơn Lôi và đang ngồi người ta đứng dậy. Nhưng mà những hôm ý nói chung là cũng không ai đi, có một vài cá nhân đi thì như thế. Thế còn đến giờ phút này là yên tâm không có gì nữa, dân rất phấn khởi. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang có những diễn biến hết sức phức tạp, bên cạnh việc ổn định sản xuất, lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc cũng yêu cầu huyện Bình Xuyên và xã Sơn Lôi tiếp tục tuyên truyền để người dân không chủ quan với dịch. Đề nghị các cấp ủy, chính quyền địa phương của huyện Bình Xuyên và xã Sơn Lôi động viên nhân dân ổn định ngay mọi công việc của địa phương, tập trung tốt cho việc tổ chức đại hội đảng bộ của cấp cơ sở, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, chăm lo phát triển sản xuất, đi đôi tiếp tục phòng chống dịch để không có người bị tái nhiễm hoặc bị nhiễm mới. Trên địa bàn xã là năm nay là gieo cấy khoảng 480 hecta, đã đạt 100% diện tích. Thì trong 20 ngày cách ly phong tỏa vừa qua thì là cũng công tác chăm sóc là không được như mọi năm bình thường, để nhân dân tập trung vào chăm sóc cây vụ xuân và quyết tâm là cũng để đạt cái năng suất và có cái thắng lợi. Dịch bệnh đã được đẩy lùi, những lo âu vất vả đã ở lại phía sau. Lúc này người dân xã Sơn Lôi đều đặn ra đồng làm việc mỗi ngày với hy vọng có một mùa vụ bội thu.